Hello các bạn, đến với kênh YouTube của Hải. Thì như những lần trước á, Hải cũng mang cho các bạn cái chiếc xe Ford Everest độ F150, mà cái chiếc màu đen. Thì có rất là nhiều khách hỏi về cái gói độ này, thì hôm nay Hải lại mang đến cho các bạn thêm một cái chiếc gói độ khác. Thì cái chiếc này cơ bản nó cũng độ F150 thôi, nhưng mà phần nội thất nó là một cái màu da sáng hơn, đẹp hơn và sang trọng hơn. Thì các bạn cùng đi vào chi tiết với Hải. Về cái phần đầu đèn là Hải cũng thay toàn bộ nè. Những cái phần mà Hải thay của F150 như là cái cụm đèn nè, nguyên một cái cụm đèn luôn. Đó, nguyên một cái cản trước luôn là của một bộ F150 nè. Đó, cản trước. Bên cạnh đó là mặt ga lăng chữ Ford luôn. Coi như là cái đầu là Hải đã thay toàn bộ hết á, Hải không giữ lại cái gì hết á. Quan trọng là cái nắp capo nè. Nắp capo này là Hải thay luôn. Nó có những cái giả hốc gió trên đây. Nhìn nắp capo nó sẽ to hơn. Và Hải những cái thiết bị này là Hải nhập hết, thì mình khi mà mình lắp lên cái xe thì mình nó liền khối hơn. Đó. Thì tổng cái giá trị gói độ xung quanh của F150 thôi là cũng tầm khoảng 150 đến 160. Và bên hông đi, bên hông các bạn thấy trong cái gói độ F150 á, thì không có cái phần bánh với mâm. Cái này là cái option mình lựa chọn thêm nè. Đó, đây là cái mâm cỡ lớn. Thì bên Hải cũng có cung cấp nhiều loại mâm nhập, mà cái mẫu mã với cái nang mâm nó sẽ khác nhau, thì tùy theo các bạn chọn thôi. Ở đây thì khách hàng này chọn cái vỏ là BF Woodridge. Tùy mình chọn option nào thôi thì Hải sẽ trang bị lên cho cái xe mình. Trong cái gói F150 thì những cái phần này là trong một cái gói luôn nè. Ốp dè, ốp mái trước, ốp dè là chung một gói. Về cái phần cái xe này á, thì Hải lên thêm so với những cái bản khác, Hải giới thiệu các bạn là cái ba ga mui. Đây, cái này đi mình có những cái cuộc hành trình xa á, thì khi mà mình đi á, mình để đồ quăng vali hoặc là những cái đồ mà nó có mùi trên đây á, mình ấy lại thì nó không ảnh hưởng những cái người ngồi trong xe. Nó toàn bộ phần má đây, ốp về sau đây, má ốp về sau, tất cả cái đường nét đều được Hải chỉnh ốp rất là chỉnh chu và kỹ lưỡng nha. Mấy cái này là đồ zin, đồ xịn hết á. Đó, thì các bạn thấy bên cạnh đó thì cái xe này á, các bạn có thấy cái màu nó hơi lạ không? Đó, đa số cái dòng Everest ở Việt Nam, tại thị trường Việt Nam không có cái màu này. Màu này là Hải dán decal lại thôi. Thì các bạn thích cái màu nào thì cứ nói với Hải, Hải sẽ dán decal lên cái màu đó cho mình. Về cái phần đuôi xe đi. Cái phần đuôi xe á, thì để Hải xem. À, cái phần đuôi xe là cái phần cản đầu tiên. Cái phần cản dưới là Hải sơn nhám mờ nè, Hải sơn màu đen đen mờ. Đó, sơn đen mờ. Cái phần mông xe Hải cũng ốp một cái đèn LED Everest đây. Thông thường thì xe kia, thông thường xe zin nó sẽ không có đâu. Nó chỉ là một cái chữ Everest mạ rơm rồi nằm ở đây thôi. Thì mình cái này nó cũng thấy vậy thôi, nó vừa đẹp mà nó cũng vừa rất là công dụng nha. Khi mà mình đi cao tốc mà ban đêm đó, khi mà xe mình đập thắng thì chữ Everest này sẽ nổi màu đỏ lên, thì tăng cái độ an toàn cho mình khi lái cái xe. Toàn bộ cụm đèn này là Hải thay luôn. Cụm đèn này là cụm đèn LED nè, Hải thay hết. Hải không có giữ cái đồ zin nào của cái hàng Everest hết. Đó. Về phần cơ bản bên ngoài á, thì nó là chỉ là một cái gói độ option Everest thôi, lên F150 thôi. Đó. Và các bạn cùng đi vào khoang nội thất, Hải sẽ cho các bạn thấy cái màu da cực kỳ sang trọng và đẹp. Bước vào khoang nội thất của xe á, thì cái xe này đầu tiên đó là cái bảng hai cầu nè. Thì cái trần á, thì Hải thấy là vẫn giữ nguyên zin cái trần cũ, Hải vẫn giữ nguyên zin. Tuy nhiên á, những cái phần nhựa này nè, đó, Hải đã ốp cái phần nhựa giả vân gỗ lên đây hết rồi. Đó, nhìn rất là sang trọng. Đó, đây nè, những cái này nè, Hải thay bằng nhựa giả vân gỗ. Ốp bên cửa cũng có, Hải ốp toàn bộ mấy kính cửa hết. Đó. Nhưng mà điều đặc biệt đó, Hải muốn thích nhất ở cái xe này, Hải muốn nói tới đó, đó là cái dàn ghế nè. Ghế màu này màu sáng, nhưng mà toàn bộ là bằng da nắp ba hết. Ngồi cực kỳ là mát luôn, êm. Đây, chất liệu ghế rất là mềm, da rất là mềm mại.
Ngoài ra Hải còn bọc luôn những cái phần ở cái tắp lô này nè, Hải bọc hết tắp lô và các viền ốp cửa nè, làm cho cái xe của bạn sang trọng hơn. Cái vô lăng này Hải cũng bọc lại hết luôn nha. Cái vô lăng zin của thằng Ford Everest thì nó sẽ màu đen, nó Hải bọc vô lăng lại. Đây là nhựa giả vân gỗ nè, nhìn rất là sang trọng. Về cơ bản thì cái xe này nó chỉ độ những cái option luxury thôi, là làm cho cái xe nó sang trọng hơn chút xíu thôi. Còn về những cái tính năng khác á, như là cảm biến chân ga này nọ đó thì khách này chưa có lên nó. Tuy nhiên thì nếu mà mình muốn tăng cái mã lực của cái xe này lên chút xíu á, thì mình độ cái bô XEX đi, kèm theo đó là cảm biến chân ga, thì nó sẽ giúp cho cái xe hai cái nó cùng hỗ trợ với nhau để làm cho cái xe tăng cái mã lực lên tầm khoảng 20 mã lực. Thì khi đó bạn đạp á, thì thứ nhất là cái xe nó sẽ vọt hơn. Cái thứ hai á, là cái bô, tiếng bô đó sẽ không quá lớn, nó phù hợp với người sử dụng, nên các bạn rất là cảm giác rất là thích thú khi mình lái cái xe đó. Đó, hàng sau thì Hải vẫn giữ nguyên hàng ghế, Hải chỉ bọc da lại thôi. Đó, tuy nhiên thì cái xe này Hải cũng độ cái lo trung tâm và súp gầm luôn rồi. Đó, Hải độ lên để cho cái quá trình nghe nhạc nó hay hơn, mình chạy xe nó được thư giãn hơn thôi. Và vừa rồi á, Hải cũng giới thiệu cho các bạn chiếc xe Ford Everest 2 cầu được nâng cấp theo gói F150, và bên cạnh đó là nâng cấp gói full option trong xe luôn, là gồm là ghế da, lo và các hệ thống trong xe hết. Đó, thì giá cả đâu đó cũng tầm gói F150 giá cả đâu đó tầm khoảng 150 hơn chút xíu thôi. Đó, để biết thêm về chi tiết của từng món thì các bạn hãy liên hệ Hải đi theo số điện thoại Zalo bên dưới để Hải hỗ trợ tư vấn cho các bạn lựa chọn những cái món phụ kiện nào phù hợp với các bạn để lên cho con xe của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.